Kính thưa quý vị, sau hơn 2 tháng sau khi sổ hộ khẩu và sổ thường trú giấy hết giá trị sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, tuy nhiên vẫn còn trường hợp người dân phản ánh về việc ở một số đơn vị địa phương yêu cầu người dân cung cấp xác nhận về cư trú. Do chỉ mới áp dụng trong thời gian ngắn nên trong thực tế vẫn còn phát sinh những vướng mắc bất cập cần phải có thời gian để hoàn thiện và liên thông dữ liệu. Để đảm bảo thông suốt thuận lợi, cần phải có sự hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ để người dân hiểu và thực hiện, tránh gây phiền hà, lãng phí thời gian. Bà Chung Thị Tiền đến trụ sở công an phường Thạnh Lộc, quận 12 để chuyển thường trú từ quận 12 sang quận Gò Vấp. Rất nhanh chóng, bà được cảnh sát khu vực hỗ trợ thủ tục và giúp bà đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Không có rành trong cái vấn đề mà thao tác. Do đó thì cũng nhờ mấy anh đây thì cũng rất là hài lòng. Đa số người lớn tuổi lên thì thao tác rất chậm và khó. Thì ở đây mình hướng dẫn, mình nhập trực tiếp. Công an phường Thạnh Lộc, quận 12 trung bình mỗi ngày tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính cho khoảng 50 người dân. Đặc thù địa bàn cư dân vùng ven, hơn 50% là người tạm trú, nên có một bộ phận người dân gặp khó khăn trong việc sử dụng điện thoại thông minh hay thiết bị công nghệ để đăng nhập, tra cứu thông tin. Một phần người dân là rất khó trong cái việc đó là gì? SIM không phải là chính chủ. Nên mình tư vấn, mình giới thiệu họ phải là sử dụng số điện thoại. Còn căn cứ công dân, anh chị đã làm chưa căn cứ công dân chip? Nếu chưa làm thì sẽ bố trí thời gian trên công an quận 12 để làm. Tại Ủy ban Nhân dân phường Thạnh Lộc nói riêng và quận 12 nói chung, từ thời điểm sổ hộ khẩu và sổ thường trú giấy không còn hiệu lực sử dụng, quá trình tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân chưa ghi nhận trường hợp nào cán bộ yêu cầu người dân cung cấp giấy xác nhận cư trú. Có được điều này là nhờ công tác tuyên truyền phối hợp giữa Ủy ban phường và Công an quận được triển khai thường xuyên, vận dụng nhiều hình thức linh hoạt. Phường cũng đã trang bị máy quét mã code QR và đồng thời cũng dán những cái pano affix để tuyên truyền. Và khi mà mình tổ chức đi tuyên truyền ở các cái điểm ở khu phố thì hầu hết công dân người ta rất phấn khởi về cái việc thực hiện này, tại vì nó bớt được một cái thủ tục hành chính rườm rà. Và để thực hiện tốt hơn cái việc này trên địa bàn quận 12 trong thời gian tới sẽ thường xuyên kiểm tra đối với các cái điểm tiếp dân của Ủy ban quận cũng như là Ủy ban nhân dân các phường để kịp thời phát hiện những trường hợp mà chưa thực hiện đúng hoặc những cái vướng mắc của người dân mà có thể là những cái phương thức đó có thể là chưa thay thế được thì để có những kiến nghị để cơ quan chức năng kịp thời giải quyết. Thưa quý vị, theo ghi nhận của chúng tôi thì tại trụ sở của công an phường đều có những bản hướng dẫn rất cụ thể như thế này về 7 cách mà người dân có thể sử dụng thông tin để thay thế cho sổ hộ khẩu hay là xác nhận về cư trú. Cũng chính vì vậy, người dân khi cần xác nhận về cư trú thì chúng ta có quyền đến trụ sở của công an phường để nhờ sự hướng dẫn.